thấy ông có đi không đi rồi. Sao là tôi nghĩ là trái cây mới các nhà mát để ở, rồi muốn nhử cá vô là coi chơi giải trí thôi, giờ nó vô nhiều quá vậy chứ thì nó vô thì mình nuôi thôi, mình nuôi bảo tồn thôi chứ bắt không bắt. Cái mô hình mà nuôi cá của Nam Cường ở đây thì bà con rất thích, ta đến tham quan hàng ngày, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo tồn nguồn thủy sản. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.